Trận Chutankara, tác giả Hồ Đại Đồng, giọng đọc Như Hải. Ngày 19 tháng 12 năm 2010, ở đồi chanh thuộc xã Ba Sơn, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum. Cách đỉnh Chutankara 3 km về phía nam, cách thị trấn Sa Thầy 10 km về phía tây, nơi hơn 40 năm trước là căn cứ hỏa lực FSB-14 của Sư đoàn 4 Mỹ. Các cựu chiến binh ban liên lạc tìm đồng đội Trung đoàn 209, tìm thấy dấu vết của một ngôi mộ lớn. Đó là một hố bom được san ủi ở sườn dốc phía tây căn cứ, xưa nằm trên hướng tấn công của tiểu đoàn 7. Khi những người lính già phát cây, nhổ những bụi cỏ Mỹ thì bật lên theo những rễ, những mảnh ni lông, đế giày cháy dở lẫn trong đất đỏ ba gian là những vụn xương trắng đục. Tôi không khóc mà nước mắt cứ chảy. Vậy là sau gần 20 năm với gần chục chuyến leo núi dài ngày, đi khắp vòng cung các dãy núi Chutankara, Chutankara. Có lần tôi bị xỉu, Trúc và Vĩnh phải đưa đi cấp cứu ở bệnh viện Kon Tum. Vất vả thế để hôm nay chúng tôi tìm được ngôi mộ chung thứ hai của đồng đội. Sau vài ngày, đoàn cán bộ của Cục Chính sách Bộ Quốc phòng đã có mặt và nhanh chóng xác nhận. Đây là một ngôi mộ tập thể của bộ đội ta do quân Mỹ chôn. Thi thể của những người lính đã bị đốt trước khi vùi lấp. Nhiều người thân liệt sĩ ở Hà Nội được tin đã vào. Từ trong hố bom này, cán bộ chiến sĩ huyện Sa Thầy đã quy tập được 81 hài cốt liệt sĩ. 77 người trong số đó được an táng chung trong một ngôi mộ lớn ở Nghĩa Trang Liệt sĩ huyện Sa Thầy. 4 hải cốt liệt sĩ được người thân đưa về quê hương. Những năm 1965, bộ binh Mỹ đổ bộ vào miền Nam, không quân hải quân Mỹ đánh phá ra miền Bắc. Thành phố làng quê sôi sục, trẻ con cũng mong mau lớn để đi đánh Mỹ. Hơn 1.000 thanh niên Hà Nội, hầu hết là tình nguyện, đã được tuyển vào Trung đoàn 209 Sư 312. 500 lính tiểu đoàn 7 nhập ngũ ngày 27 tháng 3 năm 1967 là thanh niên Gia Lâm và Nội Thành. Những người lính Trung đoàn Bộ binh 209 được trang bị những loại vũ khí bộ binh tốt nhất thời đó như B-41, lựu đạn chống tăng, đại liên K-57, trung liên RBD, AK-47, mặt nạ phòng hóa, tăng võng trang phục Tô Châu và cả mũ sắt Liên Xô, nên được gọi là Trung đoàn Mũ Sắt. Chúng tôi được huấn luyện kỹ trong suốt một năm để đánh công kiên, đánh tập kích và chống đổ bộ đường không. Đầu tháng 2 năm 1968, đúng Tết Mậu Thân, Trung đoàn hành quân cơ giới vào chiến trường theo đường Trường Sơn. Việc chuyển quân sớm bị quân Mỹ phát hiện và cho không quân đánh chặn. Hơn 10 người hy sinh. Tiểu đoàn 8 là lính Đông Anh phải chuyển sang hành quân bộ. Đây cũng là lý do Trung đoàn bị thiếu tiểu đoàn 8 trong các trận đánh Mỹ đầu tiên. Ở trạm T3 vùng 3 biên giới trên đất Lào, Trung đoàn được nhập vào Sư đoàn 1 và được lệnh đánh trại biệt kích Kleng, căn cứ Lệ Khánh, mật danh M1 và sân bay Kleng ở phía tây Kon Tum. Phải công nhận, khó giữ được bí mật với người Mỹ. Quân ta hành quân trong rừng già kín bưng, nhiều đoạn đi theo lối voi đi, chấp hành đúng bài, đi không giấu, nấu không khói, nói không to, ho không tiếng, và hầm thì khoét vào vách núi để hạn chế cưa cây. Vậy mà chúng tôi đi đến đâu, sông Sa Thầy hay Chư Đô, bom B-52 cũng dội xuống đầu. Máy bay trinh sát L-19, trực thăng Mỹ theo giải truyền đơn gọi loa: hỡi các cán binh Bắc Việt, các bạn đã bị bao vây, các bạn hãy trở về với chính nghĩa quốc gia. Đêm đầu tiên, ông Tư Đức, Đức Cụt, Nguyễn Hữu Đức, sư đoàn phó kiêm tham mưu trưởng sư đoàn 1, dẫn đoàn trinh sát trung đoàn trườn vào hàng rào chạy biệt kích Kleng. Tôi nghe thấy tiếng chửi từ trong căn cứ: đù má mấy thằng Bắc Kiệt, bắn! Đạn cối 81 ly, rít gió xèo xèo nổ uỳnh uỳnh tới tấp, 4 trinh sát ta thương vong. Kleng bị đe dọa, Mỹ điều lữ dù 173 và sư đoàn 4 đánh rừng lên Kleng và Đắc Tô, Tân Cảnh để phản kích. Ngày 21 tháng 3 năm 1968, khi đội hình trung đoàn vừa tập kết ở khu vực Chutankara, Chutankara, cách Kleng khoảng 10 km, thì quân Mỹ, sau khi ném bom dọn bãi, đã đổ bộ lập căn cứ hỏa lực FSB-14.
mà ta gọi là M2, ở tọa độ IA-939913, ngay chốt gác của đại đội 1 tiểu đoàn 7, nay dân Sa Sơn gọi đây là đồi tranh. Lực lượng quân Mỹ tại M2, theo trinh sát xác định bằng đếm số lần chuyến trực thăng đổ bộ quân, là một tiểu đoàn tăng cường một đại đội pháo hỗn hợp 105 ly và cối 81 ly, ba đại đội bộ binh, lực lượng trinh sát, công binh tương đương một đại đội và chỉ huy sở tiểu đoàn. Trong thực tế, quân Mỹ còn có hai đại đội bộ binh luồn rừng từ Klang lên mà ta không biết. Thường xuyên tuần tra trong rừng, đêm ngủ rừng quanh căn cứ và bốn đại đội pháo ở sân bay Klang và lân cận với các cỡ nòng 203, 175, 155, 105 ly cùng không quân điểm trợ. So sánh lực lượng giữa ta và quân Mỹ ở khu vực Tây Kon Tum lúc này đã khác. Trung đoàn phải bỏ mục tiêu Klang M1, đồng thời buộc phải đánh M2, bởi nó ở trên đường giao liên từ Kon Tum về vùng ba biên giới và nằm giữa đội hình trú quân của trung đoàn. Căn cứ FSB-14 của Mỹ cách tiểu đoàn 7 chỉ 800m về phía nam. Hàng ngày, qua kẽ lá, chúng tôi nhìn thấy rõ trực thăng lên xuống, quân Mỹ đào hầm, trăng dây thép gai, cưa cây hò hét, và chúng chỉ cách tiểu đoàn 9 ở Chư Tan An vài ngàn mét về phía bắc. Chính trị viên Phan Trung Bắc và tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 7 Trương Ân xung phong nhận mũi chủ công đánh từ hướng Tây và Tây Bắc, dù sau bao ngày quân Mỹ nóng ra, bom đạn đã làm đại đội 3 thiệt hại nặng hai trung đội. Hồi đánh Điện Biên, tiểu đoàn 7, tức tiểu đoàn 130, từng bắt sống tướng Đờ Cát. Như vậy, tiểu đoàn 9 sẽ đánh từ hướng Nam, trung đội đặc công luồn sâu đánh vào sở chỉ huy căn cứ. Trận Chư Tan Cờ Ra đã bắt đầu như thế, và gần 42 năm sau khi tìm đồng đội, tôi và Vĩnh cùng cháu Bình, cậu thanh niên Hà Nội có hai ông chú liệt sĩ của trung đoàn, là những người đầu tiên tìm đến được nơi này. Trận địa xưa nay chỉ có hai loài cây mọc được là cỏ chanh và cỏ Mỹ. Xa phía dưới là chít, dưới nữa là lau. Sau hơn 40 năm, trên mảnh đất bom đạn và thuốc diệt cỏ, không một cây thân gỗ nào mọc lại được, và đâu đó dưới rễ cỏ dại, vẫn im lặng xương cốt của đồng đội chúng tôi, hơn 200 người lính đã nằm lại nơi này, mới quy tập được một nửa. Có trải qua thực tế, có nghe đồng đội kể, tìm hiểu được thông tin từ đối thủ và quan sát trên thực địa mới thấy được sự thiện chiến và chuyên nghiệp của quân Mỹ và sự cảm tử của những người lính Hà Nội trong trận đầu đánh Mỹ. M2 là một căn cứ hình chữ T trên sườn dốc núi, mỗi chiều từ 500 đến 600 mét. Quân Mỹ bố trí 3 đại đội bộ binh ở 3 góc có thể dễ dàng chi viện cho nhau. Ở giữa, họ bố trí trận địa pháo và chỉ huy sở, được bảo vệ bởi lớp phòng ngự thứ hai là lính trinh sát, công binh, thông tin. Chỉ mới kịp làm 3 lớp hàng rào, bù lại họ răng nhiều lớp mìn định hướng Claymore, có thiết bị nhìn đêm và thu phát nghe tiếng động. Bên ngoài căn cứ là 2 đại đội lưu động, ngày tuần tra, đêm ẩn kín trong rừng. Tình báo Mỹ cũng biết quân ta có 2 tiểu đoàn, một ở phía Bắc, một ở phía Nam căn cứ FSB-14. Với lực lượng quân Mỹ như vậy, lại có chiến hào, lô cốt phòng ngự, thì theo nguyên tắc quân sự, phải có hỏa lực mạnh và một lực lượng đông từ 3 đến 5 lần mới có ưu thế để đánh thắng. Vậy mà chúng tôi, về quân số ít hơn quân Mỹ, về hỏa lực lại càng thua xa. 1 giờ 15 phút ngày 26 tháng 3 năm 1968, quân Mỹ biết bộ đội ta di chuyển hướng vào căn cứ, chúng lặng lẽ chờ đợi. 3 giờ 20, không thể chờ đặc công nổ súng làm hiệu lệnh tấn công vì quá giờ hẹn đã lâu, trời sắp sáng, điện thoại không liên lạc được với trung đoàn, chính trị viên và tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 7 quyết định nổ súng. 2 phát pháo hiệu xanh vọt lên trời, kèn đồng thổi to te tí te. Hướng Nam tiểu đoàn 9 thương vong nhiều vì mìn Claymore buộc phải tạm rút. Hướng Tây và hướng Tây Bắc tiểu đoàn 7 cho nổ nhiều mìn định hướng, quét được hàng rào và mìn của địch. Bộ đội xung phong mãnh liệt với súng phun lửa B-40, B-41, lựu đạn, đại liên và AK. 4 giờ, đại đội D Mỹ thương vong nhiều phải rút về trận địa pháo. Pháo 105 ly Mỹ hạ nòng bắn trực tiếp vào quân ta. 4 trận địa pháo của quân Mỹ bắn dồn dập vào khu vực bị ta chiếm. Tiểu đoàn 7 phát triển đánh chiếm trận địa pháo. Quân Mỹ tổ chức các trung đội trinh sát, công binh phản kích chiếm lại, giao tranh giành giật ác liệt quanh từng ụ pháo. Đại đội 13, tiểu đoàn 9 tiếp tục tấn công từ phía Nam nhưng không thành. 4 giờ 15,
máy bay C-47 tới thả pháo sáng, bắn chi viện quân Mỹ và điều nguy hiểm nhất đã xảy ra. Đại đội A của Mỹ từ trong rừng về ứng cứu căn cứ, tấn công sau lưng quân ta từ hướng Tây Bắc. Chúng tổ chức liên tiếp 4 đợt xung phong, bộ đội ta bị quây trong căn cứ và dần hết đạn. Từ phía Tây, tiểu đoàn trưởng Trương Ân tung lực lượng dự bị duy nhất của ông là trung đội 9 của đại đội 3 vào trận. 6 giờ 15, đại đội A của Mỹ vào được căn cứ. Tiểu đoàn trưởng lệnh rút quân, chính trị viên tiểu đoàn hô mọi người xông lên cứu thương binh. Tất cả họ đã chiến đấu hy sinh như những người anh hùng. Nhật ký chiến trường của Trung tá Merlon, chỉ huy căn cứ hỏa lực FSB-14 trong tất cả các ngày từ 27 tháng 3 đến mùng 2 tháng 4 năm 1968 có ghi: Bắc Việt chuyển quân quanh căn cứ suốt đêm. Thực ra, không phải chuyển quân mà trong suốt 7 ngày đêm ấy, đêm nào chúng tôi cũng bất chấp nguy hiểm trở lại M2, đi quanh căn cứ để tìm cứu thương binh, tìm chôn liệt sĩ. Nguyên Nguyên Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.